Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cách chúng ta đặt cái family vào trong Revit của chúng ta. Thì để đặt một cách đơn giản, thì để mục đích là để hướng dẫn các bạn. Thì ở đây mình sẽ đặt thử một cái furniture. Đây chúng ta sẽ sử dụng cái component này. Chúng ta sẽ thử đặt cái bàn này vào trong thằng Revit này. Thì cái bàn này nó có cái tên, cái loại bàn là 1525 nhân với cả 762 mm. Đây là tên của cái family type của cái bàn này. Thì cái tên này chúng ta cần thiết để khi trong lập trình chúng ta phải tìm đúng cái tên này, sau đó chúng ta sẽ đặt vào trong mô hình Revit. Thì cái tên này mình có lưu ra một cái file này rồi, 1525 x 762 mm, để chúng ta sẽ đưa vào trong cái Visual Studio để chúng ta lập trình. Rồi bây giờ mình sẽ escape cái này đi. Bây giờ chúng ta vào Visual Studio. Đây là cái ví dụ trước mà khi chúng ta thực hiện cái việc xóa cái phân tử. Bây giờ mình sẽ tạo ra thêm một cái class khác để chúng ta thực hiện cái việc mà đặt family. S new item. Ta chọn class. Đây mình đặt tên là place family. Cái add. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi copy các cái thuộc tính này, các cái namespace này sang. Rồi chúng ta không phải gõ lại, copy sang luôn cho nhanh. Rồi chúng ta đây mình sẽ kế thừa external common. External common. Ok. Rồi ở đây mình sẽ kế thừa cái phương thức của nó. Ok. Rồi bây giờ mình qua đây mình copy cái thằng transaction attribute. Các bạn nhớ là nó đang là manual nhé, thì nó mới cho phép chúng ta thực hiện cái việc thay đổi trong cái mô hình Revit. Đây. Rồi sau đó thì mình sẽ copy cái gì cần thiết, mình sẽ copy sang. Đây mình sẽ copy hết cái thằng này sang, sau đó mình xóa đi những cái mà mình không cần thiết. Ok, cái phần này không cần, tạm thời mình xóa đi. Đây. Ok. Ở đây mình xóa luôn cái này. Rồi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải thực hiện cái việc là tìm được cái family đấy đó, xong chúng ta đặt vào file family. Đấy, ok. Thì để tìm cái family này thì chúng ta phải sử dụng cái class filter collection này. Đấy, trong cái video trước mình có hướng dẫn rồi. Filter đây, element collector bằng new. Rồi ở đây mình chèn vào đây là doc. Rồi chúng ta sẽ phải lấy về cái tất cả các cái phần tử thuộc cái class, thuộc cái category mà family symbol hay là gọi là family type. Chúng ta sẽ lấy về tất cả các cái family type nằm trong cái project đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng như sau: collector. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng một cái phương thức gọi là up class. Ok, ở đây sau đó mình sẽ chuyển về cái class family symbol vào đây. Thì ở đây nó sẽ kiểu trả về cái kiểu type, thì mình sẽ sử dụng type up. Ok, ở đây mình chuyển về family symbol.
Ok. Family symbol thì ở đây các bạn nhớ sử dụng cái where element is element type. Đây, chúng ta chỉ lấy về family type. Ok. To element. Ok. Đó, chúng ta ở đây thì nó trả về một cái kiểu danh sách là list element. List mình truyền vào element symbol. Ok, sau khi có mình có được cái danh sách tất cả các cái family type trong cái Revit thì bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra xem cái lần lượt chúng ta sử dụng một cái vòng lặp trải lần lượt qua từng cái family type này, nếu family type nào có tên như cái thằng này của chúng ta thì chúng ta sẽ lấy nó ra để chúng ta đặt vào trong mô hình. Thì ở đây chúng ta sẽ phải khởi tạo một cái biến family symbol trước. Đấy. Symbol bằng null. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta sử dụng vòng lặp for each family symbol. Ok. Add sim in symbol. Đó. Rồi. Chúng ta sử dụng lệnh if nếu như cái sim.name mà bằng cái loại này của chúng ta. Vậy mình sẽ copy cái thằng này vào đây. Thì đấy, thì chúng ta sẽ gắn symbol bằng sim. Chúng ta sẽ ép kiểu nó về family symbol luôn. Đó. Rồi sau khi tìm được rồi thì chúng ta break luôn cái vòng là for x này. Rồi sau khi các bạn có được cái symbol này, bây giờ chúng ta sẽ đi đặt cái này vào trong đấy, vào trong môi trường project. Chúng ta sẽ đặt nó vào trong khối Childcat này. Thì để tạo ra một cái family ý, thì chúng ta sẽ có một cái phương thức ở đây. Các bạn search new family instance thì chúng ta có cái phương thức là new family instance. Ở đây các bạn thấy là nó thuộc cái class item factory base này. Và có rất nhiều các phương thức để tạo nhé. Thì ở đây mình sử dụng cái phương thức này, chúng ta cần một cái tọa độ này. Chúng ta cần một cái tọa độ. Đây, cái phương thức đơn giản thôi. Chúng ta cần một cái tọa độ, chúng ta một symbol này. Đấy. Chúng ta cần structure type này. Ok, chúng ta sử dụng cái phương thức mà có ba cái tham số đơn giản như thế này thôi. Đấy. Thì các bạn thấy là nó thuộc cái class item factory base. Bây giờ mình thử cái class này ấy, thì là nó được tạo ra bằng cách sử dụng cái phương thức create trong cái class document. Đây, mình search class document. Đây. Các bạn thấy là trong cái class này nó có cái phương thức create. Đấy. Bây giờ mình sẽ quay về đây. Chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức đấy để chúng ta tạo đặt cái family đấy vào trong cái project chúng ta. Chúng ta sử dụng doc.create. Ok, cái này nó trả về document chấm này. New. Đây, create.new family instance. Ok. Đây, mình sẽ chuyển vào. Thứ nhất là đây, chúng ta có cái này. Thứ nhất là tọa độ để chúng ta đặt. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái đối tượng new x y z. Mình chuyển vào tọa độ 0,0,0 luôn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ có cái symbol ấy, là cái family mà chúng ta định đặt ấy. Thì mình truyền vào đây là symbol. Ok. Tiếp theo là cái structure type. Đây, structure type.
structure type. Chúng ta phải gọi như thế này. Đây mình gọi autodesk.previt.dev.structure.structure-type.nonstructure. Ok. Đó. Ok. Thì đây là cách cái phương thức này nó giúp chúng ta tạo ra cái family đặt đúng ở cái tọa độ 000. Và cái loại này là loại structure type, non structure, không phải cái kiểu structure. Bây giờ chúng ta sẽ phải đưa cái này vào trong cái add-in của chúng ta. Place family, mình sẽ copy cái thằng này. Đây mình chấm là place family. Ở đây mình sẽ là place family, family tên của cái add-in này, place family. Rồi phần description này, đặt là place family in Revit. Rồi cái phần số GUID này chúng ta sẽ copy vào. Ok, lưu lại. Bây giờ mình sẽ tắt Revit này đi để chúng ta thực hiện cái việc debug. Rồi mình run start. Rồi, chúng ta sẽ tạo một cái mới. Bây giờ mình sẽ thực hiện lệnh component. Sorry các bạn, mình thực hiện cho lệnh add-in. Chúng ta vào add-in, ta vào external tool, chúng ta vào chọn plate family. Click vào đây. External đã ném ra một ngoài lệ. Ok, chúng ta xem nó lỗi gì. Ok. Các bạn thấy ở đây là chúng ta không đặt nó trong cái một cái transaction cho nên nó báo lỗi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tắt debug đi. Mình sẽ đặt nó trong cái transaction using. Đó, các bạn thấy nếu chúng ta không sử dụng transaction thì nó sẽ báo lỗi ngay. Trans bằng new transaction doc place family. Ok. Ở đây mình change.start. Rồi mình sẽ đưa cái thằng này vào đây. Rồi sau đó chúng ta dùng change.commit. Ok. Mình lưu lại. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành debug nó lại. Rồi bây giờ mình chỉ vào add-in external tool, mình chọn plate family. Các bạn thấy nó tiếp tục báo lỗi là symbol is not active. Ok, chúng ta click cancel. Mình lại về Visual Studio, mình kích tắt cái này đi. Ok, ở đây có một vấn đề là như thế này. Revit thì khi nó có một cái chế độ là nếu như mà một cái family bình thường nó sẽ ở chế độ cái inactive để nó tiết kiệm cái bộ nhớ trong Revit. Thì để sử dụng cái family đấy thì các bạn phải active nó lên. Ok. Ở đây chúng ta phải sử dụng cái pháp lệnh như thế này.
chọn sẽ là nếu symbol chấm is active, nó có cái phương thức is active. Đấy, kiểm tra nếu mà cái symbol này là is active, tức là đã active, đã sẵn sàng sử dụng ý, thì chúng ta mới có thể tạo được nó ra. Đó. Thì bây giờ mình sẽ như này. Nếu như mà nó chưa active thì chúng ta sẽ active nó lên. Đấy, thì symbol chấm activate. Ok, đây là một phương thức. Rồi, nếu chưa active chúng ta active nó lên. Đấy, sau đó thì chúng ta mới đi tạo. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi bước lại. Start. Rồi mình vào add-in external tool, mình kích blade family. Đấy, ném ra một ngoại lệ. Ok, chúng ta xem lỗi. Cancel. Ta vào Visual Studio. Chúng ta xem là lỗi gì. Camis. Ok. Ở đây mình quên xóa cái này. Ta quên xóa cái dòng này đi. Nó nằm ngoài cái transaction. Đó, mình lưu lại. Ok, mình kích start lại. Rồi chúng ta vào add in external tool blade family. Đó, các bạn thấy đây. Cái bàn nó được đặt chính xác ở vị trí này cho chúng ta. Đó. Như vậy là cách các bạn đặt một family là như vậy. Mình sẽ tổng kết lại nhé. Đầu tiên là các bạn phải tìm được cái family type family mà các bạn cần này. Đấy, các bạn có thể sử dụng cái up class này, sau đó các bạn sử dụng vòng lặp for x để các bạn tìm đúng cái family có tên như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ các bạn phải thực hiện cái việc đặt family trong cái transaction, và điều quan trọng là các bạn phải check xem là family này có active hay chưa. Nếu mà nó active rồi thì các bạn mới thực hiện cái việc tạo family. Đấy, có rất nhiều cái phương thức để các bạn tạo family nhé. Mình sử dụng cái phương thức đơn giản nhất là như thế này. Ok, chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.